Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị cùng anh chị em yêu cây. Ngày mới kính chúc quý vị cùng anh chị em được nhiều sức khỏe. Tiếp tục cuốn video mới. Hôm nay Thanh Phú chia sẻ gửi đến quý vị cùng anh chị em một số tác phẩm của vườn cây của em Xuân Trí. Địa chỉ là ở thành phố Quy Nhơn. Thì nhân dịp xuân đến thì Tết cũng cận kề, các cái dịch vụ vận chuyển thì nó cũng tạm nghỉ. Qua Tết mùng mấy là các cái dịch vụ nó cũng làm việc trở lại, mới chuyển cây, các mặt hàng khác. Thì hôm nay Thanh Phú chia sẻ quý vị cùng anh chị em mình cùng tham khảo và cùng xem, nếu có hợp ý tác phẩm thì cứ giao lưu với nhà vườn, cứ chốt cây. Nếu được thì qua Tết nhà vườn sẽ ship cây đến tận nơi. Còn lại một số anh em ở gần thì cứ đến tận địa chỉ, tận vườn để giao lưu với người em này. Rồi, đầu tiên thì trước màn hình Thanh Phú chia sẻ một tác phẩm ổi. Thanh Phú thấy nó đổ quả rất là nhiều. Này vì chân Tết là quá tuyệt vời. Nhưng mà anh em ở xa thì vận chuyển không được thì cũng hơi tiếc. Thôi thì anh em ở gần mà có xem được cuốn video này thì có hợp ý thì cứ lên tận vườn để giao lưu tác phẩm ổi này về chơi Tết. Trái rực cây quý vị. Rồi, Thanh Phú chia sẻ thì anh chị em mình cùng xem, cùng ngắm cho kỹ những tác phẩm. Kích chậu thì chắc cũng tầm hai người, hai người bê. Trái rất là mê quý vị. Rồi, nếu quý vị cùng anh chị em mình có yêu mến tác phẩm ổi này thì cứ liên hệ nhà vườn thông qua số điện thoại Thanh Phú có gắn trên màn hình để giao lưu về trao đổi về kích thước, về giá. Cũng như Thành Phú đã nói, những anh em ở xa nếu có thích tác phẩm thì cứ liên hệ nhà vườn, cứ chốt cây. Qua Tết thì nhà vườn sẽ giao đến tận nơi. Hiện tại thì cận Tết các cái dịch vụ vận chuyển nó nghỉ á quý vị. Rồi, tác phẩm ổi. Rồi, quý vị cùng anh chị em mình nhớ đăng ký kênh, bấm quả chuông có chữ tất cả để xem những video mới. Rồi, tiếp là một tác phẩm Tùng La Hán. Vừa qua cũng có số anh em cũng có yêu cầu Thanh Phú chia sẻ một số tác phẩm Tùng La Hán. Thì, nếu anh em nào có yêu mến dòng cây tùng thì xem video, xem cho kỹ ở thành phố chi tiết từng phần. Tiếp này cũng hai người bê nặng.
Nếu anh em nào ở gần thì cứ liên hệ nhà vườn, trực tiếp đến vườn để xem tác phẩm, để giao lưu. Rồi, khu vườn của em Trí thì cũng khá khá nhiều nhiều tác phẩm để thành phố đi lựa chọn những tác phẩm chia sẻ quay lên quý vị cùng anh chị em mình cùng xem, cùng giao lưu với nhà vườn. Rồi, trước màn hình là tác phẩm me. Cây này thì nhà vườn vừa xuống lá nên thành phố chia sẻ gửi đến quý vị, bởi vì có lá nó sẽ che khuất những cái tay cành nên không có lá thì xem nó rất là rõ, để đẹp cho quý vị. Và kích chậu me này hai người bê cũng nặng. Và được trang trí trên chiếc chậu khá đẹp. Phẩm me này cũng đang cho quả, cho trái quý vị. Cũng có mấy trái lòng thòng rất là dễ thương. Rồi, nếu quý vị cùng anh chị em có quan tâm tác phẩm me thì cứ liên hệ nhà vườn để trao đổi về kích thước, về giá. Nếu anh em ở xa thì cứ nếu mà có hợp ý thì cứ chốt cây. Qua Tết rồi tầm mùng mấy là các cái dịch vụ nó làm việc thì nhà vườn đóng hàng, đóng kiện gửi đến tận nơi, tận nhà. Rồi, tiếp Thanh Phú mời quý vị cùng anh chị em mình chiêm ngắm một tác phẩm Hải Châu. Thành phố thấy nó bung lộc ra khá đẹp quý vị. Cây này cái cốt thiên nhiên. Thân đế cũng khá cầu kỳ và đẹp. Quý vị cùng anh chị em mình nếu có yêu mến tác phẩm Hải Châu này thì cứ xem. Thành phố sẽ chi tiết. Tầng bay này nó thiên nhiên. Rồi, quý vị cùng anh chị em mà có yêu mến tác phẩm Hải Châu này thì cứ liên hệ nhà vườn. Rồi, tiếp là một chậu me. Thành Phú thấy chậu me này khá đẹp quý vị. Cái dàn đế gốc, dàn rễ. Nó thuộc dạng cũng lùng lực.
nuôi cốt tây cũng to, tầm một người bê. Me mà có cái phần đế này là quá đẹp rồi quý vị. Rồi, quý vị cùng anh chị em mình có quan tâm thì cứ liên hệ nhà vườn để sở hữu tác phẩm me này. Anh Phú chia sẻ thêm vài tác phẩm Hải Châu nữa. Nó đang bung lộc, lộc non quá đẹp quý vị. Cốt nó khá to. Quý vị cùng anh chị em mình có yêu mến tác phẩm thì cứ liên hệ với nhà vườn để thông qua về kích thước và giá. Rồi, tiếp mời quý vị xem một tác phẩm Hải Châu nữa. Này Thanh Phú thấy có hai cái chậu nó giống nhau, chắc là một cặp. Cái thân, cái dáng nó cũng nà ná giống nhau. Cốt to. Cái này nuôi tây thì cũng mập rồi quý vị. Chi tàn thì dày. Đặc biệt là cái đọt nó đẹp quá quý vị. Rồi, anh chị em mình có yêu mến thì cứ liên hệ với nhà vườn để trao đổi, giao lưu những tác phẩm mà Thanh Phú chia sẻ. Rất nhiều nhiều tác phẩm nên Thanh Phú xem những cái chậu nào Thành Phố chia sẻ cho gửi đến quý vị. Giờ tiếp là trăng đỏ đi. Gọi là mẫu đơn. Để đang bung bông kịp Tết. Tết mà để chậu trang trong nhà thì nó rực. Một số này nó cũng tiếp tục quý vị. Những cái này bung thì những cái này tiếp tục. Và những cái đầu này nó cũng ra luôn. Là mình chơi dòng trang đỏ thì nó cũng rất là hay, có bông quanh năm đó, những đầu bông nó ra cỡ đây là chơi Tết qua Tết luôn quý vị. Cốt cũng khá to. Rồi, nếu quý vị anh chị em mình yêu mến tác phẩm trăng đỏ này thì cứ liên hệ nhà vườn để báo về kích thước về giá. Rồi tiếp sâm trái, anh em nào có yêu mến sâm trái thì cứ xem video Thanh Phú chia sẻ một tác phẩm sâm trái khá độc đáo.
có một cái đường thân nó như một chiếc cầu, có những cái bành rễ đi xuống. Tác phẩm Sâm Trái này là chắc là nó bị kẹt đá, kẹt vách đá quý vị. Thân nó xẹp. Đấy quý vị. Trái nó cũng khá to. Anh chị em mình cùng ngắm cho kỹ cái tác phẩm Sâm Trái này. Nó kẹt cái vách đá, cái phần rễ này nó xẹp luôn quý vị. Có một cái cầu thân chạy dài xuống, buông những cái phần rễ này khá độc đáo. Rồi, nếu quý vị cùng anh chị em mà yêu mến tác phẩm Sâm Trái thì cứ nhấc máy điện thoại giao lưu trực tiếp với nhà vườn. Sung, sung đang đổ quả à, trước màn hình của quý vị anh chị em. Một tác phẩm sung đổ quả. Cốt đẹp quá. Có một số quả đó quý vị, phía trên này cũng có. Rồi quý vị anh chị em mình mà có thích tác phẩm nào thì cứ liên hệ nhà vườn. Rồi trà Phúc Kiến. Nếu anh em nào có thích dòng trà Phúc Kiến thì cứ xem video. Cây này cũng khá duyên. Một người bê. Nuôi cúc tây cũng to. Thì cùng anh chị em mình có yêu thích trà Phúc Kiến thì cứ liên hệ nhà vườn. Rồi, Thành Phú mời quý vị anh chị em mình đi xem ngắm tiếp. Rồi, người quế đi. Cho video nó có nhiều chủng loại. Nhiều anh em thích dòng cây này cây nọ nên là Thành Phú chia sẻ vài chủng loại quý vị. Anh chị em mình cùng xem ngắm. Đây là Nguyệt Quế. Đấy đẹp quá. Cúc tây cũng nuôi cũng khá to. Đặc biệt là đang đổ bông quý vị, đổ hoa này. Bông nguyệt quế thì nó rất là thơm. Để một chậu ở trong nhà là nó tỏa mùi hương rất là dễ thương. Cốt duyên là đẹp. Nếu anh chị em mình có ai yêu mến dòng nguyệt quế thì cứ liên hệ với nhà vườn. Rồi để Thành Phú qua bên đó chi tiết mặt bên kia nữa quý vị xem tác phẩm nguyệt quế. Hai mặt đều đẹp, quá đẹp quý vị.
Cây lùng lực mà có cái bộ đế vậy là cũng khó. Rồi, đó là tác phẩm Nguyệt Quế. Rồi, tiếp tới Trang đi, Trang Đỏ. Thành Phố thấy nó buông bông đẹp quá. Rồi, trước màn hình quý vị anh chị em một tác phẩm Trang Đỏ. Cốt to. Dòng Trang Đỏ, Trang thì chắc nhiều người thích bởi vì nó cho bông liên tục quanh năm. Rất đẹp. Cái này nó cũng đổ trái luôn quý vị. Đây, những cái bông này là nó kế thừa liên tục. Cái bông này nó bung ra thì cái bông này kế tiếp và rất là nhiều nhiều. Trái nó cũng dễ thương, quả trái lại rất là to. Cốt đẹp, hàng để bàn trà thì tuyệt vời quý vị. Rồi, tác phẩm Trăng Đỏ. Quý vị cũng anh chị em có yêu mến thì cứ liên hệ với nhà vườn. Tiếp cây dúi đi. Tác phẩm dúi. Tác phẩm dúi này lá nhỏ nha quý vị. Lá nó rất là bé này. Cây này thì anh em quý vị cùng anh em chị về sở hữu về chơi thì tuyệt vời rồi. Không có còn làm gì hết. Bông tay tán rồi nhà vườn nuôi làm rất là kỹ. Đặc biệt là cốt đẹp. Cũng tầm một người bê. Cái lọc lá nó mới bung được non rồi quý vị, xanh mướt rất đẹp. Dùng cây dúi thì mình chơi nó cũng sướng quý vị. Dùng cây rừng núi quá đẹp. Rồi, quý vị anh chị em mình có mến tác phẩm dúi này thì cứ liên hệ nhà vườn. Anh Phú thấy có một tác phẩm khế đang cho hai quả khá là to. Có phần thân đế đẹp. Cây này nó rất là duyên quý vị, nó có một cái tử nhỏ bên này nó liền cầu này. Nó liền lại cái phần này. Rất đẹp. Quả quá to quý vị. Quả của nó rất là to.
cốt đẹp. Rồi, quý vị cùng anh chị em có yêu mến tác phẩm Khế thì cứ liên hệ trực tiếp với nhà vườn. Rồi, để Thanh Phú chia sẻ thêm nữa một số tác phẩm nữa quý vị xem. Đó là Mai Chiếu Thủy. Dáng này cũng rất là lạ quý vị. Và rất nhiều nhiều tác phẩm quý vị. Thì trước màn hình quý vị là những chậu dúi mini rất dễ thương. Độ trái quý vị. Độ trái đẹp quá. Nó xa xa phía trong có một cái trái đó quý vị. Cây này để bàn trà thì ngắm cũng tuyệt vời. Chậu mini rất là dễ thương. Chậu này nó nhỏ quá, nếu quý vị quan tâm thì cứ chụp lại màn hình liên hệ nhà vườn. À, trước màn hình quý vị cùng anh chị em là một cái tác phẩm mini dúi. Đẹp quá. Đang bung lọc non. Đây là có trái nè quý vị. Đây là phần trái nè. Trái rất là nhiều. Đó, trái rất là nhiều luôn quý vị, kín cả cây luôn. Đó, những cái trái nó chồi ra những cái đầu tay quý vị. Rất dễ thương. Rồi, nếu quý vị quan tâm thì cứ liên hệ nhà vườn. Nhớ chụp lại màn hình những tác phẩm mini để khỏi bị nhầm. Thanh Phú thấy toàn là những tác phẩm mini đổ trái hết quý vị. Có bông trái hết. Đây, tác phẩm trước màn hình quý vị cũng khá đẹp. Đặc biệt là cốt quý vị, cái thân cái cốt nó đẹp. Những tác phẩm mini này nhà vườn nuôi rất là lâu. Những cái cốt tay nó to, nói chung là dâm tàn nó mình mất nhiều thời gian mới có được. Rồi, Thanh Phú thấy có một tác phẩm rất là độc lạ quý vị. Cái dòng cây thì quen thuộc nhưng mà nó rất là độc lạ vì cây nó nhỏ, cái con mà cho một cái quả, một cái trái rất là to. Đây là quý vị xem là cũng biết là cái quả gì, cái cây gì.
Rất là đẹp quý vị. Đây chắc chắn là cái cây con nên cái bộ cái nồi đế của nó to nè quý vị. Một cái quả xoài thật thật là kinh khủng quý vị. Rất là to. Cái này không biết nhà vườn là chắc trang trí cái chậu đẹp để chiêm ngắm hay là không biết có giao lưu hay không. À, Thành Phú thấy nó đẹp quá nên quay cho quý vị xem. Rồi, Thành Phú mời quý vị cùng đi chiêm ngắm tiếp một vài tác phẩm nữa. Khu vườn này mênh mông, rộng lớn, rất nhiều nhiều tác phẩm và có nhiều chủng loại cây. Quá nhiều luôn quý vị. Rồi, cái nguyệt quế này đang đổ bông quý vị. À, mời quý vị anh chị em mình xem ngắm. Cúc to. Đây đang đổ bông luôn quý vị. Này bung lộc non rất là đẹp để đón xuân. Cúc dạng cũng lùng lực quý vị. Đó, chi tàn thì cũng dày. Rất là khéo nha quý vị. Rồi chơi nắng. Rồi quý vị có yêu mến thì cứ liên hệ nhà vườn. Thanh Phú chia sẻ một chậu me nữa trước màn hình quý vị. Tác phẩm me rất đẹp. Thân mà lắc kiểu như 3D quý vị. Những cái vết cắt để tạo nên bonsai nó cũng kéo bo liền lại. Nhưng mà đặc biệt là nuôi cái cúc tây bên trên quý vị. Phải nói là cực kỳ to luôn. Nó bo hết lại quý vị. Tác phẩm này chắc chiều qua nhà vườn cân chỉnh lại bộ tàn, cắt bớt cái vàng dư thừa. Quý vị cùng anh chị em mình xem cho kỹ nè, cái cốt này to nè, nuôi đến cỡ này thì thôi chứ. Kinh khủng quá vậy. Me mà cái bộ tán nó giống như mà cây xanh nè quý vị. Quá kinh khủng. Đấy đẹp. Thân đi lắc kiểu như 3D quý vị. Qua bên này mới thấy rõ cái phần cốt tây mà nhà vườn nuôi quý vị. Rất là to, kéo liền hết. Cái đầu cắt này là ngày xưa đốn thành bonsai đó. Mà hôm nay là nó bo lại vậy nè quý vị. Cái thời gian mà chăm nuôi thôi, quá lâu. Rồi, tác phẩm me này thì nếu quý vị anh chị em mình có yêu mến thì cứ điện thoại trực tiếp giao lưu với nhà vườn. À, thông tin về kích thước, về giá. À, thời lượng thì cũng khá dài. À, Thành Phú chi tiết nãy giờ cũng một vài tác phẩm của vườn em Xuân Trí. Nếu quý vị quan tâm thì cứ liên hệ. Thì thôi, Thành Phú xin phép dừng cũng video lại. Một lần nữa chân thành cảm ơn gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em rất nhiều. Và đừng quên đăng ký kênh, bấm quả chuông có chữ tất cả để xem những video mới. Rồi, Thành Phú xin chào quý vị.